Halloween là một lễ hội truyền thống diễn ra vào ngày 31 tháng 10 hàng năm ở nhiều nước Tây Âu và Bắc Mỹ, bắt đầu vào buổi chiều tối cho tới 12 giờ đêm. Người dân tham gia sẽ trang trí nhà cửa sao cho rộn rợn. Trong dịp này, trẻ con hoặc người lớn khi ra ngoài cũng hóa trang thành những nhân vật đáng sợ hoặc bất kỳ nhân vật nào mà họ thích. Sau đó tới từng nhà để gõ cửa, nhận kẹo và chúc tụng. Nếu như trước đây, lễ hội Halloween chỉ diễn ra ở các nước phương Tây theo Công giáo, thì nay lễ hội Halloween đã trở thành một sự kiện văn hóa thường niên được người dân trên toàn thế giới mong đợi, trong đó có giới trẻ Việt Nam. Trong những ngày diễn ra lễ hội, mọi người sẽ tìm cho mình những trang phục gây ấn tượng mạnh trong đêm hội hóa trang. Ở Việt Nam, Halloween luôn là sự kiện được giới trẻ chờ đón nhất trong năm. Theo mình được biết thì ngày Halloween là ngày ma quỷ từ dưới địa phủ lên, và chúng ta sẽ hóa trang thành những ma để cho những ma quỷ không bắt được chúng ta. Halloween năm nay có nhiều người tham gia là vì do khách, số lượng khách bên nước ngoài du về Việt Nam mình nhiều hơn, làm cho lễ hội Halloween ngày càng phong phú hơn và đa dạng ở Việt Nam. Thấy nhộn nhịp hơn, ai cũng make up khuôn mặt để cho ra không khí nhiều hình thù khác nhau, nhìn nó đa dạng. Bản thân từ Halloween có xuất xứ từ Thiên Chúa Giáo, đó là lối viết tắt của All Hallows Evening, buổi tối của lễ Chư Thánh diễn ra vào ngày đầu tiên của tháng 11, tháng cầu cho các linh hồn đã qua đời. Nhưng cũng có tài liệu cho rằng lễ hội Halloween ngày nay chịu ảnh hưởng nhiều từ lễ Samhain của dân tộc Celt, một dân tộc sống cách đây hơn 2.000 năm trên các vùng đất bây giờ là Anh Quốc, Ireland và miền Bắc nước Pháp. Vào ngày 1 tháng 11 hàng năm, người Celt sẽ tổ chức lễ hội Samhain để đánh dấu cho sự kết thúc của mùa hè và thời tiết chuyển sang đông. Đây cũng là thời điểm khởi đầu một năm mới. Họ tin rằng khi mùa hè kết thúc và mùa đông lạnh lẽo tràn đầy bóng tối bắt đầu, thì vào đêm trước của năm mới, tức ngày 31 tháng 10, ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mờ nhạt. Điều này khiến cho những linh hồn đã khuất có thể tìm được đường về cõi sống. Các linh hồn sẽ trở về thế gian tìm kiếm thân xác để hồi sinh. Do đó, vào ngày này, người dân thường dập tắt các đám lửa trong nhà của họ, biến bản thân trở nên lạnh lẽo và hy vọng các linh hồn sẽ bỏ qua. Đồng thời, họ cũng có tục lệ mặc trang phục mô phỏng ma quỷ, diễu hành ồn ào quanh các khu phố để trấn an nỗi lo sợ các linh hồn. Đúng là cái này xuất phát phương Tây, nhưng mà nếu như không có ảnh hưởng quá nhiều về an ninh hoặc là văn hóa thì mình tham gia cũng không có vấn đề gì, em nghĩ như vậy. Việt Nam đang trên đà gọi là xu nhập với quốc tế, vì vậy chúng ta tiếp thu và một số những cái văn hóa phong tục ở nước ngoài, điều đó không thể tránh khỏi. Nhưng mà đây là một lễ hội rất là vui và được rất nhiều người hưởng ứng, tham gia hưởng ứng. Việt Nam cũng đang trong quá trình hội nhập quốc tế, thì những cái điều gì tốt đẹp từ phương Tây mình cũng nên tiếp thu, chứ không lúc nào cũng bảo thủ giữ riêng cái truyền thống của mình.